Tại Anh, khối lượng công việc tăng vọt trong khi mức lương đóng băng các lãnh đạo trường hợp tại quốc gia này cảm thấy nản lòng trước tác động của COVID-19 và những chính sách của chính phủ. Trong cuộc họp quốc hội vào ngày 2 tháng 2, Paul Whiteman, tổng thư ký của Hiệp hội Hiệu trưởng Quốc gia NAHT, cho biết nguồn cung lãnh đạo cho ngành trường có nguy cơ sụp đổ, đồng thời cảnh báo về xu hướng từ chối giữ vị trí cao trong ngành giáo dục sau khi khủng hoảng vì đại dịch qua đi. Whiteman nói, Đại dịch là khoảng thời gian căng thẳng và khó khăn với lãnh đạo nhà trường. Tinh thần của nhiều người bị ảnh hưởng về đa số cân nhắc bỏ nghề. Ngay cả những người hàng chục năm kinh nghiệm đứng lớp và quản lý không còn xem chức vụ lãnh đạo là một lựa chọn hấp dẫn, khả thi và bền vững. Theo ông, ngay cả trước khi COVID-19 xảy ra, nhiều thách thức vẫn hiện hữu với các hiệu trưởng như khối lượng việc nhiều, cường độ làm việc cao nhưng tiền lương liên tục giảm trong một thập kỷ qua white man chỉ trích chính phủ gián tiếp làm tình trạng này trở nên trầm trọng khi thiếu tin tưởng và chậm ban hành các biện pháp hỗ trợ lãnh đạo trường học một cuộc khảo sát của NAST cho thấy, 53% lãnh đạo trường học chưa là hiệu trưởng không có nguyện vọng tiến lên vị trí này, tăng 13% so với năm 2016, gần 9 trong 10 trợ lý và phó hiệu trưởng chiếm 87%, cho biết sự lo ngại về sức khỏe cá nhân, phúc lợi ngăn họ trở thành hiệu trưởng, và 93% cáo buộc chính phủ không hỗ trợ sức khỏe của họ trong đại dịch. Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Anh cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp để hỗ trợ các lãnh đạo trường học, đảm bảo sự phát triển của giáo viên ở mức hấp dẫn và đạt yêu cầu. Những hành động này bao gồm chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho các hiệu trưởng, gói đầu tư trị giá 250 triệu bảng cho các cơ hội giáo dục và cam kết giúp giảm bớt khối lượng công việc được quy định trong điều lệ an sinh của nhân viên giáo dục. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta đã nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực khi số ca mắc COVID-19 xuất hiện liên tục giảm. Dù thế quý vị và các bạn vẫn phải hết sức cảnh giác, nhất là trong dịp lễ Tết năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.